Kênh tin nóng đất Việt rất vui được gặp lại quý vị khán giả. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các clip được cập nhật trên kênh. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị trong thời gian tới. Và sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Bắt sâu cho cây khỏe mạnh, dân vững niềm tin. Thưa quý vị, chỉ trong hơn 5 tháng gần đây, Cơ quan Điều tra Bộ Công an, Cơ quan Điều tra Bộ Quốc phòng và Công an các địa phương đã khởi tố bắt giam 58 người liên quan vụ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Trong đó có 4 cán bộ thuộc Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ, 7 người của Công ty Việt Á, 2 cán bộ của Học viện Quân y, 33 lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của 11 tỉnh thành và Sở Y tế, 7 cán bộ tại các bệnh viện và 5 người tại một số công ty liên quan. Những con số thống kê các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam trên khiến người dân rất mừng và ủng hộ, vì qua đó từng bước loại ra khỏi bộ máy những con sâu đục khoét chính sách, lợi dụng dịch bệnh để tư lợi cá nhân. Thời gian qua, hàng loạt vụ việc được đưa ra ánh sáng đã cho thấy quyết tâm lớn của Đảng, của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tham nhũng nói chung. Tuy nhiên, công cuộc phòng chống tham nhũng ở nước ta vẫn đang có nhiều những việc phải làm. Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cũng đã gửi gắm băn khoăn của người dân và cử tri rằng chúng ta thiết kế một hệ thống chính trị có đầy đủ các cơ quan dân cử, các đoàn thể, rồi chi bộ đảng xuống cơ sở, cùng với đó là tầng tầng lớp lớp các cơ quan bảo vệ pháp luật. Đảng ta cũng khẳng định trong phòng chống tham nhũng thì phòng là chính, là thường xuyên, là trước hết. Vậy tại sao lại để tham nhũng nghiêm trọng như vậy? Một trong những nguyên nhân được lý giải là do có sự bao che làm ngơ lợi ích nhóm. Việc nhận diện lợi ích nhóm, nhóm lợi ích để có những biện pháp phòng chống đã trở nên cấp thiết và là đòi hỏi khách quan. Và thời gian qua, những vụ việc dần được đưa ra ánh sáng đã minh chứng cho quyết tâm của Đảng, của hệ thống chính trị. 58 con sâu bị lôi ra ánh sáng đến thời điểm này liên quan đến vụ Việt Á là một ví dụ điển hình. Tuy chúng chỉ là những con sâu làm dầu nồi canh, nhưng cần phải bắt cho hết để cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy, cử tri, nhân dân cả nước tin tưởng công cuộc đấu tranh với tham nhũng sẽ thành công, những cá nhân thoái hóa biến chất sẽ dần được loại bỏ ra khỏi bộ máy. Tuy nhiên, dân cũng mong việc phòng chống tham nhũng cần có một giải pháp mang tính bền vững để những con số thống kê về việc khởi tố, bắt giam vì đục khoét ngân sách, tham ô, tham nhũng ngày càng ít đi, đó mới là điều quan trọng. Con số 58 người bị khởi tố bắt tạm giam liên quan đến vụ Công ty Việt Á là cơ sở để thêm tin tưởng vào quyết tâm của Đảng, của cả hệ thống chính trị trong công cuộc phòng chống tham nhũng. Việc điều tra xử phạt đúng mức, công khai, minh bạch cùng với sự giám sát của người dân là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, trong sạch. Cái bẫy điện mặt trời. Thưa quý vị, điện hạt nhân vừa được nhắc lại trên diễn đàn Quốc hội. Trong khi đó, điện mặt trời thì ê hề, đến mức ế, đến mức mất kiểm soát, đến mức các nhà đầu tư kêu cứu. Các nhà đầu tư ở Bình Dương, ở Đồng Nai, ở Bà Rịa Vũng Tàu đang kêu cứu do điện lực ngưng thanh toán, thậm chí dọa cắt hợp đồng, dừng mua điện. Chúng ta có những con số rất rất nóng. Từ chỗ chỉ có vẻn vẹn 5MW điện mặt trời, sau quyết định 11 năm 2017, có 3 năm, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời trên cả nước đạt khoảng 16.500MW, chiếm khoảng 25% tổng công suất lắp đặt nguồn điện của hệ thống điện quốc gia, thậm chí đã đạt đến con số 17.000MW vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Với suất đầu tư khoảng 10 tỷ đồng trên 1MW, thì với hàng chục ngàn MW điện mặt trời đã đưa vào sử dụng số tiền mà các nhà đầu tư đã bỏ ra nhiều đến khó mà đếm được. Có hai cách nhìn trong câu chuyện điện mặt trời. Cách nhìn từ phía quản lý thì nào là đột biến về công suất, nào là bùng nổ thái quá, thậm chí là sự quá tải ảnh hưởng đến sự vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia. Nhưng ở khía cạnh huy động nguồn lực, quyết định 11 phải nói đã rất thành công trong việc huy động nguồn vốn vàng, tiền cắt ống bơ, chôn đầu giường, cam kết trong dân. Rất thành công ở ý nghĩa xã hội hóa nguồn lực cho một lĩnh vực khó là năng lượng. Phải mở ngoặc ở lĩnh vực giao thông chẳng hạn. Hàng loạt các dự án PPP đã phải chuyển sang hình thức đầu tư công khi bất khả thi trong việc huy động nguồn lực trong dân. Nhưng giờ đây, nguồn cung dư thừa, khi các nhà đầu tư chui bẫy thành công thì nảy sinh nhiều bức xúc. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, các công ty điện lực thuộc EVN đột ngột ngưng trả tiền mua điện, thậm chí còn dọa sẽ cắt hợp đồng, dừng mua điện với lý do yêu cầu các nhà đầu tư cung cấp hồ sơ an toàn công trình xây dựng, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Hầu hết hệ thống điện mặt trời mái nhà đã được các nhà đầu tư hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Hợp đồng bán điện đã ký, điện đã bán cho EVN từ đó đến nay. Rồi đến năm 2022, EVN mới đột ngột yêu cầu họ phải cung cấp hồ sơ mới được tiếp tục thanh toán tiền. Chưa kể việc một số tiền khổng lồ của các nhà đầu tư bị EVN giữ lại, dù ngành điện thì vẫn thu tiền ngay khi bán cho dân.
Xã hội hóa, huy động nguồn lực từ dân không hề dễ dàng, và nếu đã huy động được thì lại càng không thể đẩy họ vào thế kẹt do lỗi quản lý. Bởi nếu chúng ta đối xử với đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân kiểu này, thì liệu họ còn đủ niềm tin để tiếp tục móc vàng ống bơ đầu tư theo khuyến khích của nhà nước? Vợ gây sức ép chồng phải làm thật nhiều tiền, có phải bạo lực không? Thưa quý vị, chiều ngày 31 tháng 5, các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại tổ để hoàn thiện luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng lý giải, việc xây dựng bộ luật này là điều không đơn giản, bởi vấn đề rất rộng, ai cũng nói được nhưng thể chế thành công cụ pháp luật thì không hề đơn giản. Theo ông Hùng, bạo lực thể xác, kinh tế có thể nhận ra được, nhưng bạo lực tinh thần thì không hề đơn giản. Vì thế để lượng hóa hết cho đầy đủ thì là một điều không hề dễ, dù đã có những nghiên cứu, tham khảo ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Chẳng hạn, vấn đề bạo lực tình dục dù đã được nói đến rất nhiều lần, nhưng đây là vấn đề tế nhị nên khó nói hết những gì cần nói. Hôm trước tôi đi báo cáo trước Ủy ban xã hội để thẩm tra sơ bộ và thẩm tra chính thức để trình dự án luật này. Các thành viên trong Ủy ban cũng đặt vấn đề. Ví dụ bây giờ các bà vợ gây sức ép phải đi làm kiếm thật nhiều tiền rồi phải lên chức nọ chức kia thì đấy có phải hình thức bạo lực gia đình hay không? Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói và đề nghị các đại biểu góp ý thêm cho đầy đủ các hành vi bạo lực gia đình trong luật. Đại biểu Phạm Đức Ấn, Đoàn Hà Nội cho rằng, dù luật này có hiệu lực hơn 10 năm nay, nhưng bạo lực gia đình là vấn đề nhức nhối ở Việt Nam. Theo ông Ấn, việc sửa luật là cần thiết. Ông nói, khó khăn lớn nhất hiện nay là thay đổi nhận thức về các hành vi bạo lực trong gia đình. Bởi tâm lý tôi có con, tôi yêu cho roi cho vọt, nên nhiều người chưa chắc đã nhận thức được các hành vi thế nào là bạo lực. Đại biểu Đoàn Hà Nội cho rằng, cần phải giáo dục để người dân nhận thức được các hành vi bạo lực gia đình. Nếu luật này thực thi tốt, sẽ giảm được đáng kể hành vi bạo lực trong gia đình, đồng thời hành vi bạo lực trong xã hội cũng giảm theo. Cùng vấn đề trên, đại biểu Trương Xuân Cử, Đoàn Hà Nội cũng đưa ra đánh giá, bạo lực trong gia đình có chiều hướng gia tăng, tính chất, nhiều vụ việc rất nghiêm trọng. Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, theo ông Cử là do tác động của cơ chế thị trường, tệ nạn xã hội như nghiện rượu, cờ bạc, ma túy và các biện pháp răn đe chưa đủ nghiêm khắc. Theo ông Trương Xuân Cử, cần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi bạo lực gia đình. Hơn ai hết, tổ trưởng dân phố, bí thư địa bàn phải là người nắm được các cặp đôi nào hay chí chóe nhau, em nhỏ nào có nguy cơ bị bạo lực gia đình. Cần có giải pháp để chính quyền cơ sở có trách nhiệm hơn trong vấn đề này. Phát biểu tại Đoàn Hà Nội, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm cùng chung nhận định bạo lực gia đình ngày càng tăng với các hành vi phức tạp hơn trước. Do vậy, theo Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, cần phải bổ sung thêm các hành vi bạo lực mới trong luật để có các biện pháp xử lý. Đại biểu Thích Bảo Nghiêm băn khoăn, thực tế có rất nhiều hành vi bạo lực gia đình như bố mẹ giam cầm con cái, thậm chí con cái giam cầm bố mẹ. Vợ chồng mâu thuẫn thì con cái liên quan gì mà lại bế đi tự tử cùng. Tôi rất đau lòng khi tiếp nhận các thông tin đó, nhưng trong luật lại không thấy đề cập. Đại biểu Trình Lam Sinh, Đoàn An Giang nhận định, mối quan hệ trọng gia đình hiện nay có những thay đổi rất lớn so với trước đây. Đi cùng với sự thay đổi lớn đó là các hành vi bạo lực với rất nhiều những sự đa dạng, tinh vi, phức tạp, nghiêm trọng và càng lúc càng khó xử lý. Đại biểu Trình Lam Sinh nói, nhiều trường hợp cách thức xử lý chưa nhận được sự đồng thuận của xã hội. Có sự việc rất nghiêm trọng nhưng thời gian xử lý kéo dài, còn mức phạt thì chưa thỏa đáng. Đại biểu Đoàn An Giang đặc biệt quan tâm đến các hành vi bạo lực với phụ nữ. Đại biểu dẫn số liệu từ tờ trình dự luật đưa ra số liệu, cứ 3 phụ nữ thì có một người bị chồng bạo lực thể xác hoặc bạo lực tình dục. Tuy nhiên có tới 90% trong số đó thì không dám hoặc không muốn nhờ can thiệp giúp đỡ. Ông Trình Lam Sinh cho rằng đó là số liệu rất đáng báo động, lo ngại, cần có bước xử lý nghiêm khắc hơn. Đại biểu Sinh thông tin, kết quả điều tra này cho thấy bạo lực gia đình ở Việt Nam đang tăng lên so với năm 2009, làm thiệt hại 1,8% GDP của đất nước, rõ ràng rất nguy hiểm. Từ phân tích trên, đại biểu Đoàn An Giang cho rằng luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 không còn phù hợp nên cần phải khắc phục những tồn tại hạn chế. Đại biểu đề nghị bổ sung thêm các hành vi bạo lực gia đình vào trong luật. Đại biểu Đoàn An Giang nêu băn khoăn, dự thảo chưa đầy đủ các hành vi bạo lực gia đình lắm đâu. Ví dụ như hai vợ chồng không có con, không ly hôn mà vẫn yêu thương nhau, nhưng chồng tối ngày đi nhậu với bạn để giải buồn, như vậy có phải là hành vi bạo lực gia đình hay không? Chồng suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp cũng là bạo lực gia đình. Thưa quý vị, chiều ngày 31 tháng 5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, Đoàn Long An cho biết, có những hành vi bạo lực gia đình cụ thể rất dễ nhận biết, nhưng cũng có những hành vi không nghĩ đó là bạo lực gia đình mà lại gây khủng hoảng về mặt tâm lý, về mặt tinh thần. Thực tế đó cũng là biểu hiện của bạo lực gia đình.
Ví dụ chồng đi làm về nhà nhưng im lặng suốt, không nói gì cả, hoặc suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp, chu đáo, rồi giận cà chém thớt, hay giận dỗi vô cớ, thì đó cũng là hành vi bạo lực gia đình, làm cho đối tượng bị tác động khủng hoảng về mặt tâm lý. Bà Dung lấy ví dụ và cho rằng những hành vi này diễn ra khá phổ biến nhưng rất khó nhận biết, nhất là văn hóa người Việt không muốn vạch áo cho người xem lưng, xấu chàng thì hổ thiếp. Theo bà Dung, để luật phòng chống bạo lực gia đình có hiệu quả thì giải pháp đó là sự chia sẻ, tư vấn để giải tỏa tâm lý. Những người bị khủng hoảng về mặt tâm lý tinh thần trong gia đình cần phải chia sẻ được với hội phụ nữ, bác sĩ tư vấn, người già thì có hội người cao tuổi. Bà Dung cho hay, chính nạn nhân phải tự chia sẻ làm sao để cho những đối tượng đó mạnh dạn nói lên tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình với những người xung quanh. Tại tổ thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết nêu vấn đề phòng chống, phòng ngừa bạo lực gia đình và cho rằng vai trò của cộng đồng là rất quan trọng. Tuy nhiên, theo đánh giá của bà Tuyết, có tình trạng nơi làm tốt, nơi làm chưa tốt. Chứng minh cho ý kiến nêu ra, bà Tuyết dẫn lại trường hợp bé gái 8 tuổi ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bị bạo hành đến chết xảy ra mới đây. Bà Tuyết cho biết các hộ gia đình xung quanh đã nghe bé gái khóc rất nhiều lần nhưng họ không quan tâm xem tại sao. Cô giáo của bé cũng biết nhưng không quan tâm nhiều. Nếu như nhận được sự quan tâm của cộng đồng nhiều hơn, vai trò từ phía trường học được phát huy tốt hơn thì có thể trường hợp bé gái 8 tuổi đã không xảy ra, đáng tiếc. Bà Tuyết nói và cho rằng hiện trong cộng đồng biết có bạo lực gia đình nhưng vẫn có quan điểm đó là việc riêng của nhà người ta, việc riêng của hai vợ chồng nhà họ. Họ dạy con không liên quan tới hàng xóm và họ không có trách nhiệm. Bà Tuyết một lần nữa nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong việc phòng ngừa bạo lực gia đình và cho rằng cần thay đổi quan điểm, nhận thức trong cộng đồng phải tốt hơn. Trong nhóm giải pháp, cần có quy định khung về vai trò của cộng đồng. Về vai trò của công an xã, bà Tuyết cho rằng lực lượng này có vai trò rất quan trọng. Nhưng khi nhận tin báo lực lượng phải có mặt ngay để ngăn chặn giải quyết, còn nếu xảy ra rồi mới có mặt thì chỉ giải quyết được hậu quả. Đối với việc cấm tiếp xúc, bà Tuyết cho biết trong điều kiện người bị bạo lực có thể bị thương, bị sang chấn tâm lý, gặp rất nhiều khó khăn nhưng chính họ lại phải ra khỏi nhà. Thậm chí ngôi nhà đó do chính họ sở hữu hoặc do chính họ là người phải bỏ tiền thuê, còn người thực hiện hành vi bạo lực được ở lại trong ngôi nhà đó. Đối tượng bị bạo hành là phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người già ở trong cùng một nhà với người bạo hành nên việc cấm tiếp xúc là rất khó. Khi cấm tiếp xúc thì các đối tượng bị bạo hành phải rời khỏi nhà để không phải ở chung với đối tượng bạo hành. Như vậy thiệt thòi vẫn rơi vào phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người già. Bà Tuyết bày tỏ băn khoăn về biện pháp cấm tiếp xúc. Nêu quan điểm về việc bảo vệ người bị bạo hành, nữ đại biểu đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các thành viên trong Ủy ban Pháp luật, các đại biểu thuộc khối Viện Kiểm sát, Tòa án cần nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền con người, liên quan đến việc trục xuất người khác ra khỏi nhà. Việc này nhằm kiến nghị với Quốc hội quy định trong luật phòng chống bạo lực gia đình và các luật khác có liên quan hướng tới mục tiêu là bảo vệ người yếu thế. Trong dự thảo luật, một trong các hành vi được quy định là bạo lực gia đình có việc cưỡng ép vợ hoặc chồng mang thai, lựa chọn giới tính thai nhi. Tuy nhiên, bà Tuyết bày tỏ sự khó hiểu về hành vi cưỡng ép vợ hoặc chồng mang thai, phá thai. Theo bà, điều này có thể xảy ra trường hợp người chồng không muốn có con nhưng người vợ ép buộc phải có con. Bà Tuyết cho rằng, nếu quy định hành vi cưỡng ép vợ hoặc chồng mang thai, phá thai là bạo lực gia đình, thì cần viết lại điều luật rõ ràng,